Xin mời cả nhà cùng ăn buổi ăn chiều cùng em nha. Mực quá trời trứng rồi, còn gì bằng nữa cả nhà. Mỗi người hai gói, cũng có hai gói rồi cả nhà, không có nhiều gói đó. Bị lên đục cá buổi trưa luôn nha. Để coi thứ hai đục hôm nay nhiều mực không. Thấy đục cá cũng vừa bự nè. Quá nguyên bầy cá gì cơ. Cá cũng bự nữa nha. Bò với cá liền. Cá bò nha, cá bò gai mà còn nhỏ nha. Ngoài gì đâu mà nó chạy ẹt ẹt ngoài chạy. Chạy đâu trong chạy dài vậy. Rồi. Lộn với mực lạnh là lựa mới đã nè chứ. Bắt mấy ghẹ. Bắt con ghẹ. Ý, 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 ý. Này đâu. Ồ. Dạ. Ghẹ khá to nha. Nó kẹp. Nè. Em quay cái đục cá buổi trưa cho cả nhà xem nha. Cá bò gai nha, nhưng mà lộn xộn trong đây có mực nè. Nói chung là dây khúc cái cục trong đây có mực nhiều nè. Sẽ lấy cái bằng cào em cào qua cho nhà xem. Đó. Nói chung là mực mà lộn xộn vô cá bò này á mình lựa rất là lâu luôn nè. Lộn xộn á cá bò này nó dính gai vô mấy con mực này nè. Mình lựa lâu lắm, mình gỡ từ con vậy đó. Chung mà đục cá này cũng to to hơi chứ không nhỏ. Ô, con này là cá bò gặt luôn nè, cục này gặt luôn nè đó nha. Cá này thì mình bán cá phân, cá này thì mình bán cá phân ký 5-6 ngàn. Cá này nó rẻ, chung là trong cái loại cá mà mình cào lên là cá này là rẻ nhất. Ống nè, ống nhỏ nè. Hôm nay thì mình bán tươi, bán qua loại khúc ký cũng 80 ngàn. Rồi trời 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 trời. Thì mình sẽ cào cá rồi mình đi lựa. Cho uống sữa coi nhà. Đặt tên cho nó là Nam Em nè. Chó này là chó cái nha. Quá uống rồi, quá uống rồi. Sẽ cập nhật quay mỗi ngày, sẽ quay cho nhà xem thường xuyên. Đến khi cho nó lớn luôn nha. Sẽ mực cả nhà. Anh em đã vô bọc cá rồi giờ chuẩn bị cho hầm muối cá. Quá trời ghẹ rồi. Ghẹ giờ nãy không có cào rồi được nên nó bả chết hết cả nhà, bị ngọt quá trời. Muối từ bán ký 20 ngàn. Giờ em bị xe mực, chung xe xong nó mực nữa. Mấy anh em nó muối cá rồi, được nhiều hai mã nè. Giờ này được nhiều con nè. Wow, hai mã này khá là to luôn.
14 con mực luôn. 4 con mực nha. Nấu mì ăn nha cả nhà. Bữa nay bỏ cơm mình ăn mì. Về ăn cơm biết hết nổi rồi. 4 mực trứng thôi. Liêu riêu liêu riêu. Trứng nhưng còn cá bóp. Đó. Có thêm có cải nữa. Giờ sẽ phi lê đây lấy thịt đi ra để tí mình nấu mì nha. Dùng cá bóp lớn rồi cũng vừa ăn rồi. Cơm chiều nha. Nhanh nha. Nhanh nha. Nhanh ghê ốp lạnh. Nhanh nguyên luôn hay là không có hồn. Thôi sao cục này đi. Nó không có hồn luôn vậy. Cục này cái hình. Chiên vàng vàng một cái nữa ha. Thứ gì chưa tỏi. Cá kho. Nè canh mướp nha. Xào dưa leo ốc nha, làm mấy miếng ốc giác cả nhà. Nước vô nha cả nhà, châm nước vô, nói chung là hai gói mì. Đó. Nguyên con cá bóp này cũng tầm ký lô với 4 con mực trứng nữa. Đó. Quá êm luôn cả nhà ơi. Rồi ok chú ơi. Rồi. Nó dính cái là xong luôn. Cá à, cả nhà nhìn thấy cái miếng thịt cá nè. Quá trắng luôn.
nha. Một cái mâm cá với mực nha các bạn. Chung là mực trứng luôn á. Nè. À, con mực là nó có trứng luôn á, để em sẽ xẻ cái con mực ra cho cả nhà xem. Rồi bây giờ em sẽ xin mời cả nhà cùng ăn buổi ăn chiều cùng em nha. Wow, mực quá trời trứng rồi. Còn gì bằng nữa cả nhà ơi. Hello cả nhà. Bây giờ em cùng chú Ba sẽ ăn một buổi ăn chiều nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà mỗi miền đất nước cùng một buổi chiều ăn mì với mình cả nhà ơi. Một tô mì rất là to luôn. À, hai gói nha, mỗi người hai gói. Cũng là hai gói rồi cả nhà ơi. Nhiều. Không biết là sẽ ăn hết hay không nữa. Nãy giờ cũng nở ra thành ba gói rồi đó. Wow. Đây. Đầu tiên mình sẽ dùng miếng cá trước. Cá là trắng luôn. À, chấm với muối chanh nha. Dùng mà cá chấm với muối chanh thì rất là ngon. Quá trắng cả nhà, thịt ngon quá. Béo quá. Có đỏ. Cá là ăn ngon. Nói chung là mực ăn mau ngán lắm, còn cá thì ăn không ngán nha. Trong có một trứng nè. Siêu trứng luôn. Con một trứng cả nhà ơi. Rất là ngon luôn. Quá trứng rồi. Đó. Ngon luôn. Cứng luôn á chú bà. Trứng cứng luôn á. Thấy cái bắp này ăn thịt nó ngon hơn cái bắp bự của hổm nó dai chứ không? Rất là béo. Cái bắp nó dai quá à. Thịt nó dẻ, nó khô gan à. Cá này nhỏ thì nhỏ nhưng mà rất là béo. Nhỏ mà ăn ngon. Có 400 gram. Cá ăn một trứng cho bé. Cho bé một trứng cá trí rồi. Để một chiếc cho em. Ngon quá chú ơi. Mời cả nhà ăn ăn đi chú ạ. Mời cả nhà luôn. Nãy giờ mời dữ lắm rồi. Mời cả nhà. Đâu hai người căng hết cái mâm nào? Hết rồi đây. Không đủ nữa. Đủ rồi chú ạ. Không đủ hết chứ. Cũng là gai vậy đó. Cả nhà lấy ra. Mình cũng làm lấy ra hoài vậy đó. Chứ cô không mạnh luôn nha.
Năm nay cũng vừa no chứ không? Vừa no. Vừa đó. Nhiều lắm nha. Nó cái nhóc cái là nhưng mà phải nói thiệt chứ ăn kiếp ngán quá đà, ra ăn cá nó ngán ngán nhưng được cá bớp rồi để dầm nè, có mì ha, vô cháo ăn hay nè, cá mà ăn không thấy ngán mà mực ăn vô ngán, nhưng mà em ăn con mực thứ hai lại thấy ngán lắm nữa. Giờ chỉ ăn cái thôi nghe cả nhà, giờ hấp nước không nổi tại vì nước nó nhiều lắm, chỉ ăn cái thôi. Giờ chú ba nè, giờ để chú ba xử cái bong bóng, ủa cái gì, cái bao tử với cái đầu, còn bao tử với cái đầu với mấy miếng thịt rồi cắt con đi hả, cắt ra nhưng mà khá là dài. Giờ cứ hết rồi còn nước không cái này, cái ăn trong mấy miếng thịt nữa vậy. Chú ba còn con mực nữa còn. Ra cái nhà.
No rồi chứ bài. No rồi đó. Đó. Quá làm, quá làm. Vừa no luôn chứ bạn. Chứ mà vừa no luôn. Quá no luôn chứ vừa. Nè cái bao tử này nè. Nhưng cái bao tử này nè, nói chung là dai quá trời không nổi đâu. Chạy luôn chứ sao giờ chứ bạn. Coi coi xem sao cả nại. Cái ruột thì ăn ngon rồi đó, cái ruột cả nhà ăn bao tử ha. Trong cái bằng ruột thì nó mềm, còn cái bao tử thì nó dai lắm nha. Cái ruột với cái gan ăn ngon lắm. Lậu ra mình nút động luôn. À. Này mới đưa còn lại cái bao tử nè cả nhà. Làm nha. Phải phải mình nút động nha cả nhà đừng nói rồi nè. Đây còn được miếng mấy miếng nữa nha, còn có một trứng nè, nãy là con hai con nha chú ba, chú ba mới ăn con nữa nha. Đây nói chung là đang chuyển mưa nha, giờ này thì đang chuyển mưa rất là to luôn đó, nói chung là mịt mù hết trơn, có sóng lõi lây lại gai nữa nè cái nhà đó, sóng đồ này kia đó. Ăn xong cái này nữa rồi hai chú cháu dẹp lại đi ông nghỉ ngơi đó cả nhà. Giữ cút chót, xử lý cút chót chứ bài. Wow. Còn mấy miếng cá hết nổi à, nằm em đó với mẹ nó ngủ rồi à. Này là con nhỏ con gái chứ không phải là con trai á, đó nằm em mặt thấy ghét không, nhìn mặt thấy ghét chưa, ngủ đây ngủ đây ngủ đây ngủ đây ngủ đây cái cầm cái thông tin thôi. Ăn uống là ngon quá trời ha, uống sữa rồi cái nằm ngủ rồi mát quá. Ăn cẳng luôn à. Thôi nói chung là bây giờ em cũng xin phép kết thúc video để mà vô trong cái ai. Vô trong rồi mình đánh răng rồi lên nghỉ ngơi nữa. Giờ này cũng em cũng chưa biết mấy giờ nữa. Mà 7 giờ tối thì mình sẽ tiếp tục công việc nữa. Thôi giờ em cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều nha, vì đã xem hết video và dành những thời gian quý báu của mình để xem hết video. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau nha. Bye bye.